trước quả đá phạt đang là Đinh Hoàng Max. Đó là một cú đá thẳng. 1-0 dành cho BKMX Bình Dương. 1-0. Một quả đá phạt trực tiếp cực kỳ đẹp mắt. BKMX Bình Dương dẫn 1-0. Ta sẽ cùng xem lại quả đá phạt trực tiếp vừa rồi. Cự ly là 30m tới khung thành của đội chủ nhà. Tình giấc người đầu tiên anh trông thấy chính là em. Làm vợ anh nhé, anh có một bờ vai đủ rộng, một vòng tay ấm, một trái tim luôn thấu hiểu em. Làm vợ anh nhé, anh sẽ luôn là người che chở, mang đến cho em sự bình yên. Gần anh nữa đi, em hãy nhìn thẳng mắt anh này. Anh sẽ rất hạnh phúc nếu sớm mai tình ra. Người đầu tiên anh trông thấy chính là em.